Em Hoa Lan Thanh Mai xin mến chào tất cả các bác yêu mến Hoa Lan trên toàn quốc ạ. Phiên buổi sáng hôm nay em gái có một ít hoàng nhạn. Hoàng nhạn, cái hàng này đó là cái hàng bóc công nhá, hàng đã thuần rồi. Đấy, hàng bóc hàng đã thuần rồi. Về các bác ghép chỉ trong vòng khoảng 1 tháng là dễ, nó đã đầy chậu ấy. Hoặc là các bác ghép bên lũa. Đấy, cái hàng này các bác ghép nhanh lắm, sang năm là ngắm hoa nhé, và hoa thì sẽ là sổ số ạ. Đây ạ, các bác mới tập chơi thì nên mua cái hàng này về thay vì mua hàng rừng, bởi vì khi mua hàng rừng về là lá ở dưới thì nó xấu đấy các bác này. Các bác phải thuần, cái này phải thuần rất là lâu mới được như thế này. Đấy, đây là cái lá rốt rừng này các bác này, đây là cái lá rốt rừng ở dưới nhá. Đấy, khi mình thuần lên nó lên lá trên nó đẹp như thế này. Đấy đấy, thì em bán là 50k cho một cây và ship từ 3 cây các bác mình nhá. 50k cho một cây mà em gái ship từ 3 cây rất là đẹp như này. Đó, hoàng nhạn các bác nhá, hoàng nhạn hoa rất là thơm đẹp, các bác về ghép tác phẩm mờ nhạn thì dễ nuôi nhá, rất là nhanh lớn. Các bác về ghép vào chậu vào trụ đều đẹp. Đấy, ghép lên chậu ghép lên lũa đều rất là đẹp cả nhà mình nhá. Đó, đẹp tuyệt vời luôn. 50k một cây thôi các bác mình ạ. Đó, 50k cho một cây và em gái ship từ hạ 3 cây. Phí ship là 20k cho một đơn hàng các bác mình nhé. Phí ship là 20k cho một đơn hàng. Bắt đầu lấy từ chục cây thì Thanh Mai miễn ship ạ. Bắt đầu lấy từ 10 cây thì em gái miễn ship nhé. Đó, đẹp lắm này. Đẹp lắm các bác mình nhìn ạ. Đây nè. Đó, bác về ghép nhé. Đẹp cực kỳ luôn. Sang năm tháng hồ ngắm hoa, nếu bác nào mà có nhiều cây sống ấy, buộc hết lên, ghép hết lên. Đó. Và các bác thấy là khi mà các bác buộc lên cây sống á, cho nó ăn bám ấy, tất cả các loại cây như cây cây dịn được, các bác cứ buộc lên thì có để ý một cây trong chậu thì cây mà mình buộc lên ở trên cây sống nó sẽ nhanh lớn hơn, nó sẽ thuần kiểu hoang dã hơn ấy, giống như là cây này nó tự sống ở trong rừng ấy. Cây nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều các bác nhà mình ạ. Đấy, các bác buộc lên cây sống ấy đẹp lắm. Đấy, chỗ này em có mấy chục cây nhá. Đấy, 50k cho một cây. Đấy, em còn cái hài hằng các nhé. À, hài gấm. Hài gấm rất là đẹp này, thân lá này đang lên nụ này. Đó, mai bán là 120k cho một chậu các bác nhá. 120k cho một chậu, còn mấy chậu thanh lý 120k. 120k cho một chậu. Cây con nó đang lên này các bác này. Đầy nhá. Nó đang lên nụ ạ. Các bác về để bonsai trong nhà rồi để trồng đá nhá. Đấy, nhà bờ ao, ao ké các nhá. Phòng trà. Đấy, chỗ ngồi bàn trà. Đấy, hoặc là chỗ không gian ngồi ở vườn lan. Rất là đẹp cái chậu hài này các bác nhá. Số điện thoại là 0372094157. Số điện thoại là 0372094157 ạ. Em xin kính chào và hẹn gặp lại.